Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với lại chương trình Photoshop. Trước khi mà giới thiệu vào sâu trong chương trình thì chúng ta cũng sẽ nói luôn về cái vai trò của nó và cái nhiệm vụ nó có thể làm. Thì Photoshop là cái chương trình dẫn đầu ở trong số các cái chương trình phần mềm có tính năng là chỉnh sửa ảnh. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là nó gần như là một chương trình nó dẫn dắt về mặt định hướng hoặc là vai trò cho các chương trình khác, và nó là một chương trình gần như là chúng ta sẽ thấy nó gần như là hoàn hảo nhất trong số các cái chương trình mà có chức năng nhiệm vụ làm việc với ảnh. Nó có thể là chỉnh sửa ảnh một cách đơn thuần, ví dụ như là bạn là một người thích chụp ảnh như này đó, chụp rồi thì tất nhiên là có những cái bức ảnh chúng ta chụp thì nó cũng rất là tốt thì chúng ta có thể sử dụng được ngay, nhưng cũng có những bức mà chúng ta cũng sẽ phải là chỉnh sửa lại để cho nó hoàn hảo hơn, ít nhất là ví dụ như là cắt cúp này, hoặc là chúng ta có thể là trong cái bố cục chúng ta thấy là có những cái chi tiết hoặc là những nhân vật thừa, chúng ta có thể tẩy xóa, chúng ta có thể dịch chuyển nó sang vị trí khác, chúng ta có thể là chỉnh sửa lại tông màu. Đấy là đối với người làm ảnh này. Đấy, hoặc là ở góc độ thiết kế, hoặc là một số các vấn đề khác, chẳng hạn như là đơn giản hơn một tí thì là chúng ta sẽ làm việc ở trong một cái photo lab chẳng hạn. Đấy, chúng ta có thể là chỉnh sửa ảnh trước khi mà rửa, trước khi in ra cho khách hàng. Ở trong các cái phòng thiết kế thì không thể nào mà thoát được ra khỏi cái phạm vi làm việc đối với ảnh, tại vì là trong bất cứ thiết kế nào thì dù ít dù nhiều kiểu gì chúng ta cũng sẽ dính ra đến ảnh, thì Photoshop sẽ giúp chúng ta là chỉnh sửa ảnh để đưa vào trong cái thiết kế. Đấy, ở phương diện khác thì ví dụ như là chúng ta làm thiết kế web này, thiết kế giao diện các chương trình chạy trên mobile này, rồi thiết kế nhân vật cho game hay là cái gì đó thì cũng sẽ có cái phần góp của Photoshop. Ở trong vấn đề in ấn xuất bản đấy, thì ảnh mà đưa vào báo, tạp chí, catalog, cái đó thì cũng vẫn cần phải có sự góp mặt của Photoshop. Trong phim ảnh thì mặc dù Photoshop không phải là chương trình để mà làm kỹ xảo hay dựng phim, nhưng mà sẽ có rất là nhiều đóng góp của Photoshop trong một vài công đoạn nào đó. Khi mà người ta xử lý, người ta tạo ra kỹ xảo, người ta dựng phim thì cũng sẽ cần có cái sự hỗ trợ của Photoshop ở trong đó, để mà chỉnh lý, để mà cắt cúp một cái gì đó đưa vào trong cái quãng công việc gọi là dựng kỹ xảo là có. Đấy. Rồi Photoshop có thể là như là một cái công cụ hỗ trợ để làm hậu kỳ cho những cái thiết kế về bề mảng 3D. Đấy. Thực ra thì nó có thể là thực hiện rất nhiều việc khác nhau. Đấy, và gần như là nó tạo ra một cái tư duy cho người sử dụng bây giờ là khi nào nói tới ảnh, nói tới các thao tác tác vụ mà chỉnh sửa ảnh thì gần như là người ta sẽ nghĩ tới một khái niệm cứ đụng đến ảnh có nghĩa là sẽ phải làm việc ở trên Photoshop. Tại vì là khi mà các bạn đưa một cái ảnh lên khoe với nhau chẳng hạn, thấy nó nghi một tí thì bao giờ cũng hỏi nhau là cái này đã xốp hay chưa. Người ta không hỏi là cái này đã chỉnh sửa hay chưa, mà người ta dùng luôn một cái từ gọi là cái ảnh này đã xốp hay chưa, có nghĩa là gần như là nó gắn liền luôn với một khái niệm là cứ đụng đến ảnh là phải có shop, phải làm việc với shop. Đấy. Thế thì như thế chúng ta thấy rằng là vai trò của shop thì nó rất là rộng, nó có thể là độc lập tác chiến cũng như là kết hợp với các cái chương trình phần mềm khác để cho ra được các sản phẩm nó hoàn hảo. Thế hiện tại thì chúng ta đang làm việc với phiên bản mới nhất của Photoshop là phiên bản Photoshop CC. Và đây là cái giao diện mà chúng ta đang thấy ở trên màn hình là giao diện của Photoshop CC. Chúng ta sẽ có thể là tiếp xúc với nhiều các cái giao diện khác nhau, trông thì nó có vẻ là tương đối khác, thế nhưng mà chúng ta có thể là chỉnh sửa cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu làm việc của mình. Hiện tại bây giờ là đang có một cái giao diện gọi là giao diện Start, thì trong này chúng ta sẽ thấy là nó cung cấp cho chúng ta một số các cái lựa chọn, ví dụ như là
mặc định mở ra thì nó sẽ cho chúng ta một cái là recent file, nó sẽ cho chúng ta thấy được một cái list danh sách một số các cái file mà được làm việc ở trên Photoshop gần nhất. Đấy, tên tuổi này, ngày tháng làm việc này, kích thước này, để chúng ta có thể là gọi lại thật nhanh chóng những cái công việc mà chúng ta đang làm dở hoặc là vừa mới làm xong. Đấy, chúng ta sẽ có thư viện, chúng ta sẽ có một số các cái tùy chọn để chúng ta tạo ra một cái khuôn khổ, một cái trang làm việc mới. Các bạn cũng có thể chọn new để làm mới một cái tài liệu, hoặc là open để mà chúng ta sẽ truy sâu vào trong, chúng ta tìm tới một cái thư mục nào đó chứa ảnh để chúng ta mở ra. Thì đây là cái giao diện kiểu mới của Photoshop, nó gọi là giao diện Start. Tuy nhiên là nó còn rất là nhiều giao diện khác. Cái này thì như tôi đã trao đổi với các bạn ở lúc đầu tiên, thì do Photoshop nó có thể giúp chúng ta làm rất rất nhiều việc, cho nên là các cái giao diện khởi đầu của một cái công việc thì nó cũng phân chia ra tương ứng với lại nhiều cái mục tiêu khác nhau. Ví dụ như là trước đây thì khởi đầu nó sẽ là cái giao diện này, là Essential, thì nó sẽ đưa ra cho chúng ta một cái giao diện chung nhất, có thể là rất là dễ chuyển đổi sang từ công việc nọ sang công việc kia. Tuy nhiên nếu mà đi sâu vào trong từng cái công việc một, thì ví dụ như là họ đưa ra cho chúng ta những cái giao diện khác nhau, ví dụ như 3D chẳng hạn, như là chúng ta làm việc với các cái tài nguyên 3D hoặc là chỉnh sửa cho một cái tài liệu 3D nào đó, thì chúng ta sẽ có cái phần giao diện 3D này. Graphic và web thì chúng ta lại có những cái giao diện nó phù hợp với lại cái công việc mà thiết kế đồ họa và làm web. Đấy. Rồi motion, nếu mà chúng ta làm một cái chuyển động đơn giản, một cái đoạn phim hay là đoạn ảnh gif nhỏ nhỏ, thì chúng ta cũng sẽ có một cái giao diện phù hợp, nó đưa ra cửa sổ timeline để cho chúng ta có thể cắt ghép các cái ảnh trở thành những cái motion đơn giản ở trên Photoshop. Đấy, hoặc là painting, nếu mà bạn nào mà lại thích thú với cái việc là sáng tạo vẽ với các thứ ở trên trên Photoshop, thay vì là cầm bút, cầm toan, cầm cọ để vẽ trên các phương tiện cổ điển, thì bây giờ là chúng ta sẽ có cái giao diện chuyên để dùng để vẽ ở trên môi trường Photoshop này. Thế còn bạn nào mà lại làm chuyên về photo, đúng không? Chỉnh sửa chụp ảnh và chỉnh sửa cân chỉnh ảnh các thứ, thì chúng ta lại có một cái giao diện liên quan tới photo. Có nghĩa là mỗi một cái công việc thì nó sẽ liên quan tới một số các cái panel lệnh nào đó và một số công cụ thường hay dùng là nó, thì chúng ta có thể lựa chọn để đưa ra được một cái giao diện làm sao cho nó có sự hỗ trợ nhanh nhất và tiện lợi nhất cho cái công việc đó. Và tất nhiên là nếu như bạn lại có một công việc đặc trưng khác, thì bạn có thể là chọn với cái lệnh là New Workspace, bạn mở tất cả những cái panel, bạn chọn tất cả những cái gì mà bạn hay sử dụng, bạn hay làm trong quá trình làm việc. Đấy, và sau đó thì bạn chọn cho tôi cái lệnh New đó. Thì lúc ấy thì nó sẽ mở ra và chúng ta có thể lưu giữ lại, đặt tên cho nó, trở thành một cái không gian làm việc phù hợp với công việc riêng của mình. Và sau đấy thì cứ làm đến việc của mình thì mình sẽ mở cái không gian nó ra, thì nó sẽ cung cấp đầy đủ những cái giao diện hoặc là những panel mình hay sử dụng nhất. Thế thì bây giờ quay trở lại, chúng ta có lẽ là chúng ta nên để ở chế độ Essential, thì nó sẽ là trung dung nhất và nó có thể là giới thiệu một cách những cái gì mà phổ biến nhất mà chúng ta hay sử dụng, thì là ở cái giao diện Essential. Thế sau khi mà chúng ta giới thiệu nhanh qua các cái dạng giao diện, thì chúng ta sẽ làm quen tiếp hệ thống menu. Thì trên cùng này là hệ thống menu, nơi mà chúng ta có thể truy cập sâu vào các lệnh cụ thể, các lệnh chi tiết trong quá trình làm việc, thì nó nằm ở trên thanh menu, là thanh trên cùng. Thanh kế tiếp ở bên dưới thì nó gọi là thanh Option. Thanh này thì là một thanh tùy biến rất là lớn, nó không có một cái giao diện cụ thể và duy nhất, mà nó sẽ liên tục thay đổi trong các quá trình làm việc, phụ thuộc vào việc là chúng ta chọn công cụ nào ở trong hộp công cụ ở phía bên tay trái này, đồng thời là chúng ta chọn cái gì ở trong cái cửa sổ làm việc. Thì thông qua cái việc mà lựa chọn đó, thì thanh Option này nó sẽ có cái sự thay đổi cho nó phù hợp.
để làm sao giúp chúng ta thao tác nhanh nhất và lấy được những cái lệnh cơ bản nhất liên quan tới công cụ mà chúng ta đang sử dụng. Hộp công cụ nằm ở phía bên tay trái thì là nơi cung cấp cho chúng ta toàn bộ các công cụ trong quá trình mà chúng ta sẽ làm việc. Ở đây thì chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả các công cụ. Thế còn cái việc mà chúng ta sử dụng nó để làm cái gì thì nó phụ thuộc vào cái công việc mà chúng ta làm. Nhưng tuy nhiên là toàn bộ công cụ thì chúng ta có thể tìm thấy ở bên cái hộp công cụ phía bên trái này. Và hộp công cụ thì nó cung cấp cho chúng ta hai cái cách trình bày. Đây là cách trình bày hàng đôi. Thì toàn bộ các công cụ được hiển thị thành hai cột như thế này. Đấy. Và chúng ta có thể rất dễ dàng là chọn lựa nó. Hoặc có một cách nữa là chúng ta thu gọn nó lại thành một cột. Cách này thì nó chiếm ít cái diện tích ở trên màn hình. Tuy nhiên là để chọn lấy một công cụ, nếu như trong trường hợp mà các bạn chưa quen lắm với thao tác mà sử dụng phím tắt thì chúng ta sẽ phải đưa chuột tương đối sâu xuống dưới chúng ta mới chọn được một số thứ. Do đó thì cái phương pháp mà làm việc với lại hai cột như thế này thì nó cũng sẽ tiện hơn cho chúng ta trong cái lúc đầu để mà chúng ta có thể nhanh chóng chọn lựa được các công cụ cần thiết. Ở phía dưới các cái công cụ này thì các bạn có hai cái ô màu được gọi là ô tiền cảnh hoặc là ô hậu cảnh, hoặc là chúng ta gọi nó là foreground color hoặc là background color, nơi cung cấp các cái giá trị về màu sắc trong quá trình làm việc. Mặc định nếu ban đầu lần đầu tiên mà các bạn mở cái chương trình ra thì các bạn sẽ có ô tiền cảnh là được thiết lập màu đen, ô hậu cảnh là thiết lập màu trắng giống như là viết mực đèn ở trên giấy trắng ấy. Và chúng ta còn có thêm một số các cái tùy chọn ở bên dưới này nữa, ví dụ như là default foreground and background color. Cái phím này là giúp chúng ta đưa màu về mặc định đây, tức là trên đen dưới trắng giống như tôi vừa mới nói. Còn cái mũi tên hai chiều như thế này thì là giúp chúng ta chuyển đổi qua lại sharp, chuyển đổi qua lại giữa hai cái màu ở hai ô tiền cảnh và hậu cảnh. Đấy, ví dụ bây giờ đang là đen trên trắng dưới, bây giờ tôi bấm vào đây thì nó sẽ đảo ngược lại là trên trắng dưới đen, thì chúng ta có thể hoán đổi nhanh giữa hai cái màu tại hai ô đó. Các cái phía dưới này thì một ô này thì là nó cung cấp cho chúng ta cái phương pháp là làm việc với lại Quick Mask, một trong các cái phương pháp tạo và hiệu chỉnh cái vùng chọn tương đối là cổ điển. Hiện tại thì cũng rất ít người dùng cái này rồi, nhưng mà nó vẫn còn tồn tại. Trong quá trình làm việc thì tôi cũng sẽ có một thời gian ngắn nào đấy tôi sẽ giới thiệu về cái này. Thế còn phần tiếp theo này là trên Screen Mode, thì đây là cung cấp cho chúng ta một trong ba cái cách hiển thị của cái môi trường làm việc. Môi trường làm việc bình thường thì chúng ta sẽ thấy đầy đủ tất cả menu, rồi thì tên tài liệu, rồi hệ thống hộp công cụ ở phía bên tay trái, hệ thống Docker, các cái palette làm việc ở phía bên tay phải. Tuy nhiên là nếu như mà tôi bấm chọn một cái chế độ khác, Full Screen Mode, đấy, thì nó sẽ chuyển cho tôi sang một cái chế độ khác, nó sẽ giấu bớt một số thứ đi. Thế còn chế độ Full hoàn toàn thì nó sẽ giấu hoàn toàn tất cả mọi thanh công cụ, rồi tất cả mọi cái giao diện đi. Nó chỉ còn để lại một cái nền sẫm cùng với lại cái tài liệu của chúng ta. Đây, tôi có thể mở nhanh ra cho các bạn xem. Ví dụ tôi mở một cái ảnh này đó. Khi mà chúng ta mở một cái ảnh như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng là tôi bấm vào thế này thì một số thứ, ví dụ như là các cái thanh trạng thái báo cáo ở phía dưới này là các bạn thấy mất này đó. Nếu tôi bấm thêm một lần nữa đấy, thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ giao diện là mất hết, chúng ta chỉ còn lại chính cái ảnh cộng với lại cái nền sẫm này thôi. Cái phương pháp làm việc như thế này thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái trường quan sát tốt nhất, tức là không bị vướng bận bởi tất cả các cái công cụ, rồi thì menu, rồi giao diện xung quanh. Nó chỉ còn để lại cái ảnh mà chúng ta đang thao tác. Thì cái sự tập trung của chúng ta vào trong cái bức ảnh này nó sẽ cao hơn, nó không bị nhiễu loạn thị giác nữa. Và cái này thì sử dụng rất là dễ, các bạn chỉ cần là nhấn phím F thôi. Cứ nhấn phím F một lần thì nó chuyển từ chỗ nọ sang từ chế độ nọ sang chế độ kia. Ấn lần nữa thì nó lại chuyển lần nữa, ấn lần nữa thì nó sang chế độ full như thế này.
và đến lần thứ tư chúng ta ấn thì nó lại quay trở lại cái giao diện làm việc bình thường. Thế còn phía bên tay phải sát lề phải này thì là hệ thống Docker. Hệ thống Docker này nó cung cấp cho chúng ta rất là nhiều các cái panel khác nhau, và đây là nơi mà cung cấp những cái lệnh mà chi tiết nhất, rốt ráo nhất trong quá trình làm việc. Một khi mà chúng ta cần làm một cái gì đó đến tận cùng, hầu như là cái việc mà chúng ta cần làm đó chính là truy sâu vào trong các cái hệ thống panel này. Nó cung cấp cho chúng ta từ màu sắc như thế nào, rồi thì layer, rồi channel, rồi path, rồi tất mọi thứ làm việc đến mức độ sâu nhất thì chúng ta sẽ cần tới những cái sự trợ giúp của hệ thống panel này. Còn mở cái gì ra thì nó lại phụ thuộc vào cái công việc của chúng ta. Chúng ta cần cái gì thì chúng ta sẽ gọi cái đó. Và hệ thống panel này thì nó cũng có cái tiện, tức là thường là nó sẽ, thứ nhất là nó sắp xếp theo một cái nhóm, tức là mỗi một cái nhóm này thì nó lại đảm nhiệm một dạng công việc nào đó, và những cái panel nó liên quan tới nhau thì nó thường được sắp xếp thành một nhóm với nhau. Và khi tôi bấm một cái biểu tượng mở ra thì cái nhóm đó sẽ được mở, trong đó nó lại sắp xếp thành từng cái tab như thế này, và chúng ta bấm vào tên của tab nào thì tab đó sẽ nổi lên cho chúng ta làm việc, còn những cái thằng khác thì chìm xuống. Đấy. Tôi cũng có thể là kéo bằng cách là nhấp vào cái thẻ tên của một cái panel này, tôi lôi nó ra ngoài trở thành một cái độc lập, hoặc thích thì tôi có thể ghép nó vào bằng cách là kéo thả vào trong cái nhóm như thế này. Đấy. Thế còn khi không cần dùng nữa thì tôi bấm vào mũi tên để thu nó lại thành một dải mỏng như thế này, thì nó sẽ tiết kiệm cái không gian làm việc. Thế còn khi mà chúng ta bấm mũi tên này, chúng ta mở ra, mở rộng thì chúng ta sẽ làm việc với toàn bộ hệ thống các panel hiện có nằm ở bên này, và bằng cách là bấm vào từng thẻ một thì chúng ta sẽ kích hoạt nó. Thế còn chúng ta mở thêm cái nào thì chúng ta lại bấm vào cái khu vực thẻ liên quan thì nó sẽ lại mở rộng cái khu vực đó. Muốn thu gọn cái nào lại, các bạn bấm đúp vào cái tên của cái thẻ đó thì nó sẽ thu gọn, xếp gọn lại. Thế như vậy là chúng ta vừa mới giới thiệu nhanh qua một chút về cái giao diện của chương trình. Thế và bây giờ thì chúng ta sẽ nói tới các cái công việc tiếp theo, tạo một cái tài liệu mới như thế nào hoặc là mở một cái tài liệu như thế nào. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có hai cái lựa chọn cho chúng ta. Một là tạo ra một tài liệu mới tinh, có nghĩa là một cái ảnh trắng không có cái gì cả. Đấy, và bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành làm một cái gì đó. Thế thì cái đó thì nó phụ thuộc vào cái công việc mà chúng ta yêu cầu là công việc gì. Ví dụ như là các bạn làm thiết kế web, giao diện website, các bạn làm thiết kế giao diện cho một cái chương trình mobile, hoặc là các bạn vẽ một cái gì đó, thì lúc đó chúng ta mới khởi đầu bằng một cái tài liệu mới tinh, trắng tinh. Đó. Thì để thực hiện là chúng ta vào File, vào New, hoặc là các bạn nhấn phím lệnh Ctrl N. Thì trong trường hợp mà nhấn như thế này thì nó sẽ đưa ra một cái bảng thoại cho phép các bạn đặt tên cho cái tài liệu mới, cho phép các bạn điều chỉnh kích thước của cái tài liệu này. Bình thường thì ở đây các bạn sau khi đặt tên hoặc là không đặt tên thì ở phía dưới cái phần document zip này thì các bạn sẽ có một cái danh sách mở ra cung cấp cho các bạn một số các cái định mẫu có sẵn, nó phù hợp với lại từng cái nhóm công việc. Ví dụ như các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta có một số thứ này. Clipboard là cái chế độ là thiết lập một cái tài liệu nó bằng kích thước với lại cái ảnh hoặc là một cái tài liệu gì đó đã được chúng ta Ctrl C chúng ta copy này. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta còn có default Photoshop size này. Ở dưới này thì chúng ta còn có một số các cái tùy chọn khác, US paper này, international paper này. Đây. US paper này chính là nó tương ứng với lại cái khổ letter đây. Đó. Thế còn international paper này nó sẽ tương ứng cái mà chúng ta gọi là khổ A4 đấy. Photo này. Và đây, các bạn sẽ nhìn thấy rất là rõ. Photoshop phục vụ cho rất nhiều mục tiêu, cho nên là nó cũng đưa sẵn ra cho chúng ta những cái kích thước mà nó phù hợp với mục tiêu đó. Ví dụ như web này, ví dụ như mobile,
application design này, phim và video này, icon nography này, thiết kế những cái icon bé bé mà các bạn vẫn thấy mặt cười mặt khóc, các thứ, cái Ecomotion mà các bạn vẫn dùng ở trên Face hoặc là các cái phương tiện giao tiếp di động đó. Thì một số các cái tùy chọn này giúp cho các bạn có thể là thiết lập được một cái tài liệu mới phù hợp với lại cái nhu cầu của các bạn thiết kế cái gì thì các bạn sẽ chọn cái khổ liên quan tới cái kích thước đó. Thế còn ở đây thì chúng ta có một cái trường cần lưu ý, đó là cái trường resolution. Cái này là liên quan tới độ phân giải của hình ảnh. Tạm thời tôi chưa lý giải sâu với các bạn về thế nào là độ phân giải của hình ảnh, thì chúng ta sẽ nói nhanh như thế này. Chúng ta sẽ có hai cái, thường là chúng ta sẽ có hai cái phương tiện. Một là chúng ta làm việc ở trên màn hình. Màn hình có thể là màn hình máy tính, có thể là màn hình một phương tiện di động nào đó. Thế và một phương tiện nữa là một cái gì đó in ấn ra, rửa ảnh ra, vân vân, những thứ mà chúng ta có thể cầm ở trên tay, như là một tờ giấy, như là một tờ bìa, hay là như một cái gì đó mà in ra chúng ta có thể cầm được trên tay. Thế thì đấy là hai cái dạng mà chúng ta sẽ thấy là công việc nó sẽ sử dụng nhiều nhất. Thế thì chỉ cần nhớ là những cái gì mà các bạn trình diễn trên màn hình, không kể là màn hình to, màn hình nhỏ, màn hình máy tính hay là màn hình di động, thì chúng ta sẽ thiết lập nó với cái độ phân giải là 72 pixel trên inch. Thì đấy là những cái việc mà có liên quan tới màn hình. Thế còn cái gì mà đã in ấn ra ngoài thì sẽ không phải là 72, nó có thể là trên 72 cho tới độ khoảng 300. Đấy, 300 là để chúng ta thiết lập những cái sản phẩm in ấn, in offset trên hệ thống in công nghiệp. Thế còn một số các cái dạng sản phẩm nữa cũng in trên hệ thống công nghiệp, nhưng mà tùy thuộc vào cái dạng chất liệu nó, cái bề mặt của nó như thế nào, thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái độ phân giải phù hợp. Nhưng mà thường thì ví dụ như là nó sẽ là dưới 300. Ví dụ như là chúng ta in trên bìa các tông, chúng ta in trên giấy báo chẳng hạn, thì cũng không cần đến mức độ là 300, chúng ta sẽ thiết lập những cái tham số thấp hơn. Nhưng mà thông thường nhất có hai thứ luôn luôn nhớ trong đầu, cứ màn hình là 72 đó, xuất ra màn hình là 72, xem trên màn hình là 72, còn in ấn, in công nghiệp, in offset thì là 300. Đấy. Thế còn cũng tương ứng như thế thì ở dưới này chúng ta sẽ có một cái phần gọi là color mode. Thì hiện tại chúng ta đang có một số các cái tùy chọn như là bitmap này, grayscale này, RGB này, CMYK này, LAT này, vân vân. Thì cũng phân ra tất cả các loại khác thì đều có thể là hoạt động ở trên cái công việc là hiển thị trên màn hình. Duy có cái thằng CMYK này là cái thằng để mà in ấn ra, mặc định là để in ấn ra để tạo ra các bản in công nghiệp ở trên hệ thống in công nghiệp, in offset. Thì CMYK là dành cho cái in ấn công nghiệp. Thì các bạn hãy nhớ lúc đó thì trên này nó sẽ phải 300, ở dưới này là CMYK. Thế còn lại những cái công việc khác thì các bạn sẽ thấy là nó tương ứng với cái resolution 72 này, phần lớn là sẽ tương ứng với resolution này. Thì nó sẽ là RGB là chính, là nhiều nhất. Đấy, đôi lúc sẽ là grayscale. Đấy, còn lại các dạng khác thì nó hiếm hơn. Thế còn cái background thì nó cho chúng ta một số cái, ví dụ như là nền trắng này, nền trắng tinh giống như là một cái tờ giấy trắng để chúng ta bắt đầu là vẽ vời, bắt đầu làm cái gì đó. Background color là chính là cái màu ở cái ô này. Ô này có màu gì thì nó sẽ đưa cái màu của ô này vào làm cái nền của cái tài liệu mở ra. Transparent là một cái tài liệu mới, nhưng nền trong suốt chẳng có cái gì cả. A giờ là cho phép chúng ta chọn một số tùy chọn khác. Thường thì chúng ta sẽ thấy hay sử dụng một trong hai cái tùy chọn này, là cái tùy chọn white, nền trắng, hoặc là transparent. Đấy là một trong hai cái tùy chọn sẽ được sử dụng nhiều nhất. Thế thì đến đây chúng ta có thể là nhấp OK để chúng ta tạo ra một cái tài liệu. Và các bạn nhìn thấy là tài liệu của chúng ta là tài liệu trắng, không có cái gì hết. Và bắt đầu chúng ta có thể là cầm bút, chúng ta vẽ, chúng ta phát một cái gì đó vào trong này, hoặc là tô, hoặc là làm nhiều thứ. Nhưng mà đây là cái dạng mà chúng ta sẽ thấy rằng là nó là cái sáng tác từ đầu, giống như nói là thiết kế một cái giao diện. Thường thường mà chúng ta hay sử dụng là thiết kế giao diện web, hoặc là giao diện chương trình cho mobile, hoặc phức tạp hơn, bay bổng hơn thì đấy là cái phần mảng việc bên painting, vẽ vời hoặc là làm
bên digital art là người ta sẽ tạo ra các cái nhân vật hoặc là bối cảnh gì đó cho một cái phim hoặc là cho một cái game, thì người ta sẽ sử dụng cái môi trường dạng như thế này. Thế còn phần lớn công việc thì chúng ta sẽ lại gặp ở cái đoạn như thế này. Sau khi mà làm xong một vài cái gì đó thì chúng ta có thể là đóng nó lại. Trong đó sẽ có cái thao tác là lưu hay không lưu, đúng không? Nếu các bạn không ngưng ý thì các bạn chỉ việc là no là thôi, là chúng ta sẽ không lưu lại cái tài liệu này. Còn yes thì lúc này chúng ta sẽ lại phải lựa chọn chỗ lưu này, lưu theo định dạng gì này. Thông thường chúng ta sẽ thấy rằng là làm việc với Photoshop thì nó cung cấp cái đuôi mặc định của nó là PSD, chính là cái dạng đuôi mặc định của Photoshop. Và chúng ta lúc này thì chúng ta cần phải chỉnh cho nó một cái thư mục nào đó, một ổ đĩa nào đó để chúng ta lưu cái tài liệu này lại. Nhưng mà cái phần mà liên quan nhiều hơn nhá, phần liên quan nhiều hơn thì chúng ta sẽ có cái thao tác là open. Đấy, open là để cho chúng ta có thể là mở một cái ảnh nào đó hiện có ở trong máy ra, và sau đó thì sử dụng cái ảnh đó, có thể là làm một ảnh hoặc cũng có thể là nhiều ảnh, chúng ta cắt ghép xử lý với nhiều ảnh đó để tạo ra một cái sản phẩm mới, thì chúng ta sẽ sử dụng open. Thế còn lệnh lưu này thì tôi nói thêm một cái thao tác nhỏ nhỏ rất là đơn giản thôi, đấy là để các bạn mở tạo một cái thì các bạn có thể là open thì các bạn có thể là thay vì việc là Ctrl O này hoặc là sổ danh sách trong menu file chọn open này, thì các bạn có thể thao tác một cách nhanh hơn, đơn giản hơn là các bạn nhấp nút chuột rồi, nhấp nút chuột vào cái phần nền xám này, đấy thì nó cũng thay thế, đấy là một cái cách để thay thế cho lệnh open để giúp các bạn có thể mở cái thư mục ra, các bạn chọn lấy một cái ảnh ở đó. Thế thì đây chúng ta có thể là mở một cái ảnh ra đó, thì mở thư viện, sau đó thì chọn nhấp open thì chúng ta sẽ mở được bức ảnh ra đó, và nó sẽ hiển thị ở trên màn hình. Lúc này thì chúng ta bắt đầu là làm việc, bắt đầu là làm một cái gì đó. Thế thì đến đây thì chúng ta mở thử một cái ảnh ra, tôi muốn là nội dung nó liên quan tới những gì mà chúng ta trao đổi, thì chúng ta sẽ mở cái đó ra. Nha, bây giờ chúng ta mở cái ngay chính cái bài tập lớn mà ngày hôm nay chúng ta sẽ làm ở trong cái buổi này, để lấy nó làm ví dụ luôn. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái bức ảnh đã được mở ở trên Photoshop. Đấy, và bây giờ chúng ta làm cái gì thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm việc với cái bức ảnh này.